Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh HORIA vừa công bố trong 6 tháng đầu năm 2013, các doanh nghiệp thành viên đã bán được 2.000 căn hộ, giảm được 14% hàng tồn kho so với thời điểm cuối năm 2012. Đây là một con số khá ấn tượng sau khi có hàng loạt các nỗ lực của chính phủ, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm nay để giải quyết những vấn đề cơ bản khiến thị trường bất động sản đóng băng từ suốt 2 năm qua. Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận sự nỗ lực từ phía bản thân doanh nghiệp đã tái cơ cấu lại quy mô sản phẩm để phù hợp với yêu cầu của thị trường. Trong báo cáo 6 tháng, HORE cũng đã đề cập đến một số kiến nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc phá băng cho thị trường, bao gồm đề nghị ưu tiên cấp tín dụng cho người mua nhà với tỷ lệ 70% gói tín dụng tương đương với 21.000 tỷ đồng, kiến nghị Bộ Xây dựng sớm trình đề án về việc cho Việt kiều và người nước ngoài được mua nhà như người Việt trong nước, kiến nghị ngân hàng cấp tín dụng ưu đãi trong gói 30.000 tỷ đồng cho các dự án nhà ở thương mại có quy mô căn hộ từ 70 m2 trở xuống và có giá bán dưới 15 triệu đồng một m2 đang xây dựng dở dang.